Phải nói là cái loa hỏa tiễn nhập khẩu thì nó luôn luôn có một cái gì đó nó khác biệt với những cái dòng loa mà ở thị trường Việt Nam mình ráp, đúng không ạ? Thì mọi người có thể nghe thấy là cái chất tiếng của nó rất là rõ luôn ạ, nó rõ, rất là rõ chi tiết. Hello mọi người, trong video ngày hôm nay thì sẽ là một video review sản phẩm, một cái dòng sản phẩm rất là hot và đã cháy hàng gần 2 năm nay, bây giờ mới có hàng về lại tại Việt Nam ha. Đây là một mẫu loa hỏa tiễn nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện TN T24N. Thì cái mẫu này thì mọi người có thể thấy là cách đây khoảng gần 2 năm là bên Huy đã bán rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà do thứ nhất là dịch, thứ hai là bên xưởng sản xuất tại nhà máy là thiếu linh kiện, cho nên đến bây giờ là 2021 là mới tiếp tục về được cái dòng sản phẩm này. Thì ngay bây giờ tiếp tục đập hộp cho mọi người xem cái kết cấu của mẫu loa hỏa tiễn nhập khẩu, xem có gì khác biệt với dòng loa hỏa tiễn ở tại Việt Nam nhé. Đây là những cái loa hỏa tiễn và đã được nhập về tại showroom mới, địa chỉ 340 Lũy Ban Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú của Huy. Thì số lượng về đợt này mọi người có thể thấy rất là ít, đúng không ạ? Có một cặp này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 cặp. Như vậy là số lượng về đợt này chỉ có 10 cặp thôi. Cho nên là những anh em nào chúng ta quan tâm với dòng hỏa tiễn nhập khẩu thì liên hệ ngay cho bên Huy nhé, số lượng có hạn. Đó. Ok, bây giờ anh em thì sẽ đập hộp khui thùng ra cho mọi người xem cái mẫu loa hỏa tiễn này. Anh camera có thể quay gần ở đây cho mọi người xem cái chất sơn nó. Cái này nó là sơn cát, mọi người, sơn rất là dày, đẹp đúng không ạ? Đây là bên hông. Đó, và đây là phần phía sau. Rồi bây giờ thì mọi người nghe thử Huy test chất âm của một cặp loa hỏa tiễn này nhé. Nói chung là dây thì Huy đã kết nối sẵn rồi. Đây, hai dây cho hai chiếc loa. Ở đây nó có hai đầu jack speakerphone thì mọi người có thể kết nối đầu nào cũng được. Đó. Rồi, thì Huy sẽ test trực tiếp với chất âm của một cặp loa này, không sử dụng súp và thiết bị thì cũng không sử dụng thiết bị xử lý luôn. Sẽ test trực tiếp từ mixer Dynacord CMS 1000 bản cao cấp. Đấy, từ cái mixer này sẽ xuống cục đẩy hai kênh. Đó, và ra thẳng loa thôi, thì mọi người thấy là chưa hề qua thiết bị xử lý nha. Bây giờ mọi người nghe thử xem chất âm nó như thế nào. Phải nói là cái loa hỏa tiễn nhập khẩu thì nó luôn luôn có một cái gì đó nó khác biệt với những cái dòng loa mà ở thị trường Việt Nam mình ráp, đúng không ạ? Thì mọi người có thể nghe thấy là cái chất tiếng của nó rất là rõ luôn ạ, nó rõ, rất là rõ chi tiết. Thì những cái dòng mà hỏa tiễn ở Việt Nam mình ráp thì thường thường là cái tiếng nó hay bị ồn, nó không được rõ chi tiết giống như vậy. Và đặc biệt một điều nữa là cái dòng hỏa tiễn T24N này á, thì như mọi người đã biết ở những năm vừa qua bên Huy lắp dàn rất là nhiều và có test thực tế ở không gian ngoài trời cũng rất là nhiều luôn, đúng không ạ? Cái tiếng đi rất là xa. Khi mà mọi người đi xa, mọi người có thể nghe thấy cái tiếng mic mà khi mọi người hát, tiếng nó tròn, nó rất là gọn.
Thì một lần nữa thì Huy sẽ review lại chi tiết cái mẫu hỏa tiễn này cho những anh em nào chúng ta ở những năm trước mọi người chưa xem video review của Huy thì mọi người có thể nắm được. Thì cái hình thức cơ bản nó thì đây là phía trước là cái mặt lưới nha. Thì khi mọi người mà nhìn vô trực tiếp cái loa như thế này thì mọi người sẽ không có nhìn thấy cái lưới của nó. Mọi người cứ chỉ thấy một cái lớp mút ở bên ngoài giống như thế này thôi. Do là cái dòng này thì cái lưới nó sẽ nằm bên trong và cái mút thì sẽ được bao phủ bên ngoài. Cái mút này thì nó có tác dụng đó là tiêu âm và chắn mưa chắn bụi, không có ảnh hưởng vô trong cái loa bên trong của chúng ta. Và ở dưới đây là cái logo của nó. Rồi vào cái kết cấu bên trong của cái loa này thì nó gồm hai bát 30 ở bên trong, và bên trên đây là một cái họng chép và bên dưới là một cái đầu đạn hỏa tiễn ở bên dưới đó. Thì mọi người nhìn ở bên góc mọi người sẽ thấy cái hình thức của nó ha. Thì video này thì Huy sẽ không có tháo cái lưới ra nữa. Rồi và qua bên hông, đây là Huy xoay qua bên hông cho mọi người xem. Đây là bề mặt hông. Thì thứ nhất ý, khi mà mọi người nhìn vô cái thùng loa hỏa tiễn nhập khẩu này thì mọi người sẽ thấy khác biệt ngay, đó là cái sơn của nó là sơn cát rất là dày. Thì ở những cái loa mà Việt Nam mình lên thì nó sẽ là cái sơn nước bình thường thôi, còn sơn này nó là sơn cát. Mọi người có thể thấy là cái hạt nó rất là mịn và rất là chắc nha, cái này rất là chắc luôn á, chống nước chống mưa là thoải mái vô tư luôn. Và đây là có một cái thanh bát treo ở giữa, thì cái này á nó giúp là gắn cái phần đằng trước và phần đằng sau của loa này dính lại với nhau. Nếu mà mọi người muốn tháo ra, mọi người có thể tháo hết hàng ốc ở bên này và bên kia cũng vậy, tháo hết ra là có thể lấy được. Rồi và đây là cái mặt sau. Đây nó còn hai cái tay sách này. Đó, đây là phía mặt sau. Thì nó cũng có một cái chạm hai đầu jack speed công để mọi người có thể kết nối tín hiệu, có thể là truyền từ loa này qua loa khác cũng được. Đây thì nó có một cái công tắc gạt. Thì không biết là cái công tắc gạt này nó có chức năng gì hay không, nhưng mà khi mà Huy test thì mình gạt thử thì thực chất là nhiều khi tai mình nghe cũng không phân biệt được, nhưng mà không biết ra ngoài trời nó thế nào. Đó. Rồi và đây thì ốc mọi người có thể thấy này, anh camera có thể quay gần ở đây cho mọi người nhìn con ốc. Cái ốc của nó mọi người thấy rất là khác biệt đúng không ạ? Đó, con ốc nó làm rất là chắc. Rồi. Thì cơ bản như vậy thôi. Đó. Nói chung là cái mẫu này thì hình thức cơ bản của tất cả các dòng loa hỏa tiễn thì nó gần là giống nhau. Nó chỉ khác nhau về cái kết cấu bên trong, từ loa bát, loa chép và cái mạch phân tần và cái thùng cân đối làm sao cho nó phù hợp với nhau, nó đồng bộ với nhau thì nó sẽ cho ra cái chất âm tốt nhất có thể. Đó, thì hiện tại thì như mọi người vừa thấy rồi, cái lô hỏa tiễn T24N này thì bên Huy về số lượng nói chung là rất là ít, gọi là hàng hiếm luôn á. Cách đây phải tới gần 2 năm rồi thì mới về lại được hàng. Thì cho nên là anh em nào chúng ta quan tâm thì liên hệ ngay cho bên Huy theo số điện thoại hotline Huy để góc trái của video nha. Và mọi người lưu ý một điều là hiện tại thì cái sản phẩm này là Huy đang phân phối trực tiếp tại showroom mới, địa chỉ 340 Lũy Bát Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì anh em nào mà muốn tham khảo, muốn test sản phẩm thì có thể ghé lại showroom mới này, gặp Huy để chúng ta Huy mời mọi người cà phê đi và chúng ta sẽ test thử cái chất âm của sản phẩm này nha. Rồi một lần nữa thì Huy xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu như mà mọi người thấy video của Huy hay thì nhớ cho Huy xin một like và nhớ nhấn subscribe kênh YouTube của Huy để nhận những video mới nhất nha. Và Huy mong rằng là trong thời gian ngắn nhất sẽ có một khách hàng nào đó tậu một bộ âm thanh sử dụng chính cái loa hỏa tiễn nhập khẩu này để Huy sẽ review thực tế cho mọi người cái loa hỏa tiễn này khi mà chúng ta đánh thực tế ngoài trời xem nó cái chất âm nó có đi sai không nha. Đó. Rồi, một lần nữa thì Huy xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.